Có thể nói là có tương đối nhiều mối quan tâm của người dân tại khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh câu chuyện điểm thi vào 10 mới có, cách thức xét tuyển thi vào đại học tại khu vực phía Nam, thì còn một câu chuyện khác đó là dịch sốt xuất huyết. Dịch bệnh này thì vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Căng thẳng, số ca nặng tăng nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái. Và từ đầu năm đến nay thì cả nước có 77.000 ca sốt xuất huyết, 42 ca tử vong. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 19.000 ca nhiễm và 10 ca tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng hoạt động tuyên truyền, tập huấn về cách nhận biết bệnh sốt xuất huyết, những ca nặng cho hệ thống y tế tư nhân, đặc biệt là các phòng khám, phòng mạch trên địa bàn thành phố, bởi đây là những đơn vị tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Ngoài ra, trước nguy cơ số ca sốt xuất huyết diễn tiến nặng, đối phó với tình trạng thiếu thuốc điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc, vật tư y tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc để kịp thời cung ứng cho các cơ sở y tế. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng cần linh động tìm kiếm nguồn thuốc thay thế, sử dụng phác đồ điều trị thay thế để công tác điều trị được hiệu quả nhất và giúp bệnh nhân tốt nhất.